Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MapPro, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là sử dụng chức năng nấu cạnh với khoảng cách và góc độ cho trước nha. Rồi ta vào thực hành luôn nha. Rồi. Giả sử ta có này, một cạnh đây nè, ta muốn nấu qua đây với góc 45 độ làm sao nè. Rồi ta nắm kéo lên nè, ta chọn 45 độ. Ok, à, thấy không? Thì giải vậy, cái này, ta kéo đây đi. Cái này ta bắn ở đây, góc 60 độ thì sao? Tạo cạnh 60 độ nha. Đó, đây là 60 độ nè. Còn cái điểm này nè. Đây đi. Cho nó 100 độ rồi. Đó, thấy không? Đơn giản vậy các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.